Sáng nay tại huyện Nam Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và huyện Nam Đông. Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông là chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, là đảm bảo quyền được sống của trẻ em. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, tháng hành động còn triển khai tổ chức các hoạt động vui chơi có sự tham gia của trẻ em, triển khai hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh. Ngoài ra, chủ động thực hiện các giải pháp hoạt động phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy cơ trẻ em bị tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Dịp này, hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của tỉnh và huyện đã được trao học bổng và xe đạp. Tổng kinh phí được trao tặng quà gần 200 triệu đồng.